Mình chào tất cả các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ. Cái lồng bẫy này của mình ấy thì là hôm nay không phải là mang ra bẫy trà màu hay là cái con gì khác đâu, mà chính là mình đang tính là bẫy hai con sáo ấy, ở trong cái AV này các bạn này. Sau hai hôm, một hôm thì mất điện, một hôm thì lại hộ đám cưới, cho nên là mình không có ra video được, thì rất mong các bạn thông cảm. Thì hôm nay mới bắt đầu lại tiếp tục vào chăm sóc những con vật và gửi tới cho các bạn những video bổ ích để giúp các bạn vui vẻ trong cuộc sống và trong học tập. Thì sáng nay mình đã dọn dẹp rồi, thì rửa ráy lại hết cái chuồng vịt uyên ương này, rồi thì ở bên này thay nước. Thì bây giờ mình tiến hành vào mình cài để bẫy hai con sáo này của mình, chứ nó làm nhão nhác và nó lại làm vịt uyên ương của mình nó hoảng ấy. Uyên ương thì về mùa này là bắt đầu chuẩn bị vào sinh sản rồi, mình không muốn nó hoảng loạn nữa, cho nên là mình phải tính là bẫy hai con sáo này ra thôi các bạn ạ. Các bạn này, đây là lông vịt của uyên ương đấy, lông vịt uyên ương. Đây là hai cái lông này, là hai cái lông ở kiểu như ở trên đỉnh, trên lưng của nó, cuối cánh của nó, có một cái lông này thì nó đẹp ở 3 đến 4 cái lông này của một bên này các bạn này. Đấy, thế mà nó rụng rồi, đang mùa thay lông đấy. Con vịt uyên ương ấy thì là đấy, cái lông này là nó dựng ở phía sau cuối cánh này, bắt đầu nó dựng lên kiểu như cánh lái của thuyền ấy. Rất hay luôn. Còn nó có một màu xanh này, rồi đây là cái kiểu như nó rụng rồi thì trông nó xấu này thôi. Thì nếu mà vẫn ở trên lưng con vịt thì nó suốt ngày nó rỉa rồi thì nó chải chuốt cho nó, cái lông của nó rất chỉ là đẹp. Thì đó là mình nhặt được cái lông này. Nói chung là rụng vài lông rồi nhưng mình nhặt một cái lông ra cho các bạn xem thôi. Thì còn thì các bạn ở bên này ấy, thì mình cũng vừa lúc sáng mình rửa ấy, rửa ráy sạch sẽ rồi. Bên này thì nó đỡ hoảng hơn bên kia. Bên kia chỉ vì hai con sáo mà nó cứ bay ngược bay xuôi, nên là nó rất chi là hoảng. Còn bên này mình cả mình ngồi mình nói chuyện như này, hai con vịt nó vẫn cứ ok luôn. Thế còn quay sang bên chim trĩ này ấy, thì bắt đầu sáng nay mình bắt đầu có một cái tín hiệu, mình bảo không biết là con gì nó kêu, thì hóa ra là con chim trĩ các bạn. Thì thực sự ra bây giờ mình mới là lần đầu tiên mình nuôi ấy, thì mình không biết, là mới đầu tưởng là vịt uyên ương nó làm sao nó kêu, nhưng hóa ra là không phải, hóa ra là anh chàng này đậu ở trên cầu này này các bạn này. Thế là anh cứ kêu, mình nghĩ là chắc là kêu gọi mái, bởi vì là mùa này cũng là bắt đầu vào mùa sinh sản của nó bắt đầu nó kêu, nó ráo lên để nó gọi mái này các bạn. Đấy, thanh niên kiểu tập tẹ bắt đầu tán gái đấy. Rồi, bây giờ thì chờ cái con sáo kia nó dính quả lừa của mình, thì mình bây giờ vào chăm sóc những con gà, rồi rửa lại cái AV, rồi thì cái bể cá của mình các bạn, không thì nó cũng bẩn quá rồi. Mình vừa mới cho con chuột ăn thêm cái củ khoai lang đó các bạn, bởi vì là các bạn thấy đấy, ngô thì nó cũng ăn nó cũng kém hơn, bởi vì ngô nó cứng, chắc là cái bộ răng của nó chưa được rèn luyện các bạn. Thì từ hôm mà mất cái con cái thì cái con trống này nó cũng thực sự là mình cảm thấy nó cô đơn, nó buồn tủi lắm. Vì là cái lúc mà chưa bị mất con mái thì là hai con nó cứ díu dít chạy vòng quanh này các bạn này. Thế mà từ hôm con mái mất là cái con trống này là cứ thế là nó cứ rúc ở trong này suốt. Khi nào đói thì nó ra ăn thôi, còn chủ yếu là nó rúc này các bạn này. Đấy, tìm đường vào đấy. Thì theo như dự tính thì mọi lần mình cũng đã từng nói với các bạn rồi, thì mình bảo Quế mà để lại cho mình một con, thêm một con cái nữa, chứ còn thì con gì cũng vậy thôi. Nó cũng phải có đôi có cặp, thì mình cảm nhận thấy là nó cũng hơi cô đơn các bạn. Vì chính cái cô đơn của nó trở lên nó không còn là kêu. Bởi vì là hôm mà còn con cái thì nó cứ kêu như nợn con nó kêu ấy. Tức là từ hôm đấy giờ là không nghe thấy tiếng kêu của cậu nữa, mà chủ yếu là nằm ngủ ở trong này, rúc ở trong này thôi. Đói thì ra ăn, thế thôi. Mình cung cấp cho cả thóc này, ngô này, khoai lang này, các bạn thấy không này.
là cậu đấy đang tìm đường vào đấy. Đấy, vào đi, vào đi. À, bây giờ thì mình lên nhà Quế. Lên nhà Quế thì bảo Quế để cho một con cái các bạn về cho nó, cho nó đông vui. Vào rồi, vào rồi. Rất chi là lành luôn cái giống chuột này các bạn, bởi vì sao? Vừa rồi nó cũng chết, là thứ nhất là mình cũng để trong này, thứ nhất là để cho ấm. Còn thì chỗ nhà mình thì rất nhiều cái chỗ là mà nó còn ấm hơn nữa cơ. Thế nhưng mà mình không có để được, bởi vì là gia đình nhà mình ấy vẫn còn hai con mèo ấy. Hai con mèo đấy thì mình không có dám bỏ nó đi, bởi vì hai đứa trẻ con thì mình nó cũng quý mèo lắm. Thế cho nên là không có dám nhốt. Nhốt thì nó lại nhấc cái cửa lồng ra thả con mèo ra. Bán đi thì nó cũng không cho bán. Thế là thành ra là thôi thì cứ đành để. Để thì mới phải cho cái con chuột nam vào trong cái AV này. Chứ còn nếu trong cái chỗ mà mình ấp gà nó thoải mái chỗ để. Cái giống mèo mà nó cứ nhìn thấy chuột là nó không để yên đâu. Không biết là mình nuôi hay là không, nó nhìn cái hình hài con chuột là nó vồ thôi. Cho nên là rất chi là khó. Đấy, cậu ra cậu ăn ngon lành chưa các bạn này? Đấy, ngon lành chưa? Rồi, bây giờ thì mình lên nhà Quế để thăm xem cái công trình nuôi công của hắn xem nào mà lâu ghê. Anh em không nên thăm nhau, mặc dù là Quế thì có bé Quỳnh đang bị F0 ấy. Thì mình sẽ phải cẩn thận hơn và về việc phòng chống dịch. Đây sẽ là một cách coi như là phòng chống dịch tốt nhất đấy các bạn. Bởi vì là đeo khẩu trang này, về nhà sát khuẩn này, rồi đứng cách xa nhau ra. Thì là đó là một cái phương pháp an toàn trong mùa dịch này. Nhân ơi, Nhân ơi làm gì đấy Nhân ơi? À, Nhân nó mang chim ra nó để đây để cùng với con khuyên của mình nó líu. Con này là con non đấy các bạn này. Đấy. Còn cái con này là con này này. Đây các bạn này. Cái con này mới là cái con thủ phạm này. Đấy, con này mới là khá là ok này. À, từ hôm qua đến hôm nay ấy, chim khuyên nó về ở trên cái cây bưởi này của nhà mình ấy. Nó cứ bố vào cái lồng này luôn. Con mình nó không biết chuyện gì xảy ra ấy. Nó cứ bảo bố ơi bố, con chim sao lại có mấy con chim ở ngoài là bố vào lồng của bố ấy. Thành ra là kiểu trẻ con không biết mà. Đấy, thôi bây giờ chú treo lồng ở đây nhá, anh lên là Quế anh bắt con chuột lang đây. Chú ơi, nhìn đây này. À, trước khi đi mình làm quà cho em Khuyên một cái nhỉ. Khuyên ơi. Mỗi một ngày là chắc là chỉ được một con này thôi. Mình chọn con non non này ra để kiểu như nhử cho nó, cho nó quen đấy. Đấy, vuốt chân nó để cho nó dần dần cho nó quen đấy. À, tình hình mùa sinh sản này kiếm đấy ít chim chứ? Có đấy nhưng mà chưa kiếm được. Chưa kiếm được à? Chưa đủ tiền à? Người ta không bán. Người ta không bán à? Mình cũng đang thích vài chú chim non ấy. Thế nhưng mà đúng là cũng đi kiếm nhưng mà không có được. Mua thì chim đầu vụ này người ta không có bán đâu. Chứ người ta chỉ nuôi thôi. Thế cố gắng nếu tìm thì tìm cho anh ít nhá. Chim gì cũng được. Của em chả tìm được, đi cho bác. Thế ở đây mà trông chim nhá. Anh đi đây. Bình Minh ơi, đã dậy chưa? Bình Minh nói, tao đã ngủ đâu. Anh chào các bạn nhá. Chào bạn nhá. À các bạn ơi, mình đến nhà Quế rồi nhưng mà quên mất rồi. Mãi hỏi hắn là tình hình xem là Bình Minh dậy chưa. Tình hình anh nhờ chú là bán chịu cho anh con chuột nàng cái. Lại bán chịu. Thật sự là hôm qua thằng Trung nó vay hết tiền rồi. Thực ra thì em cũng định bảo bác, bảo là nếu bác hỏi bao nhiêu tiền đấy. Ừ. Thì em bảo bác đưa bao nhiêu cũng được. Chửa lên nơi đã bảo là để chịu cho anh rồi. Thế bây giờ anh có một quan điểm là khi ví dụ chú cho vào lồng này, sau đến lúc hỏi tiền thì nó khó, thì anh bảo là để chịu cho anh 2 hôm thôi. 2 hôm sau anh trả. Chú lấy bao nhiêu tiền? Nhưng mà lấy bao nhiêu tiền? Giả bao nhiêu giả. Ồ được rồi, thế thì mà mai anh giả tiền. Ừ. Anh giả 150 một con. Tuy quan điểm rõ ràng. Anh giả 150 một con. Đang định bảo bác nếu bác hỏi tiền thì em bảo giá bao nhiêu giả. Đẹp thế nhỉ. À các bạn ạ. Nó bằng cái con kia chỉ chắc con kia to hơn rồi đúng không? Bằng. Cái con bị mất là con màu đen trắng đúng không? Ừ, tam thể. Cũng tam thể như này luôn nhưng mà màu đen nhiều hơn. Ừ, màu đen nhiều hơn. À các bạn ạ, trong anh em nhà mình ấy thì là cái gì cũng vậy thôi. Quan điểm cho là cho, mà mua là mua mà bán là bán. Đấy là như thế cho nó dễ sống các bạn, bởi vì là nó phải dứt điểm. Thì mình cũng tính rồi, bảo là cũng cố gắng phải mua thì kiểu như mà nó có duyên hơn ấy nhỉ. Rồi nó rét quá nó chết. Rồi, anh cảm ơn. Thế cho nhau. Thế cho nhau xem trúng công nữa. Hả? Dự án xem là dự án trúng công nữa. Không đi theo được à? Bác cứ đi, làm gì phải đi theo không? Thôi được rồi, thế thì để anh ra. Ôi giời. Lâu ngày không lên các bạn, bởi vì là trong một thời gian vừa rồi thì đấy mình như đoạn đầu mình bảo là gia đình ở Quế thì bé Quỳnh nó bị F0 ấy. Thế cho nên là cũng hạn chế đi lại, không lên đây chơi được.
Ghê, đọc không lên mà hắn Tư cứ trách mình là nào thì anh không nên em uống nước. Mình ở trên tầng 2 mà. Ừ. Thế đây, đây là cái công trình rộng thế nhỉ? 70 mấy mét vuông ấy. Thế là xây là chỉ một lửa lửa này làm xuống công thôi. Đây, cái bờ kia là làm hiên. À. Đây, lại khá là một ô làm hiên, hai ô làm chuồng. Tức là quay hiên về phía đông à? Quay hiên về phía nam. Gì? Ờ, à, đây là bờ này là chỗ này là hướng nam rồi. Thì đây cả cái dải này là cả dải này là hiên nhỉ? Ừ, thì chẳng ngoảnh mặt về hướng nam à? À. Kì đấy. Anh bảo là mua con trâu thế nhưng mà anh Hạ đòi 25 triệu. Ừ, 25 triệu bỏ anh nuôi đi. Anh bảo là anh Hạ 23 triệu chốt luôn. Thế anh bảo không, 23 triệu anh không bán thì thành trâu ra. Giờ nó đang rẻ mà. Buồn quá nhưng mà thấy thôi, đành vỡ mộng vậy. À hôm nào mà hết cách ly ấy, chú xuống chú lấy mật ong của anh ấy. Nhiều mật lắm rồi. Ừ. Anh thấy mật nó, anh thấy mật nhiều nó chảy cả ra ấy rồi. Ra chuồng rồi. Thôi các bạn ạ, bây giờ thì chia tay quế, mình mang chuột về để cùng với lại con chuột kia của mình cho nó có cặp có đôi nhá. Anh cảm ơn chú nhá. Thì, à không bắt tay. Không bắt tay. Theo lịch thì mùng 6. Mùng 6 à? Thôi được rồi. Hết cái hôm nay 28 à? Ừ, mau khỏe nhá. Còn một tuần nữa, khoảng 1 tuần nữa. Ê, hôm qua con chim thế nào? Tình hình thế nào rồi? À, nó dày được ra rồi. Ồ, thế là ngon lành rồi đấy. Thế thôi, anh về đây. Đã về tới nhà rồi các bạn ơi. Đẹp chưa? À, thằng nhất nó đã chắc là đã mang khuyên của nó về rồi. Chắc là ra đây, chắc là không líu hay sao ấy. Hắn nó mang về rồi. Rồi, bây giờ thì mình mang chuột vào thả đây. Wow, wow, wow. Đây rồi, đây rồi. Nàng ơi, nàng ơi. Nàng có bạn rồi, nàng ơi. Ra đây, ra đây. Đấy, à, nhìn đây này. Nàng ơi. Hôm nay anh lại mang bạn nữa về cho nàng này, nhìn đây này. Thích không? Thích không, thích không? Ra đây, ra đây. Ồ, sợ hả? Sợ gì? Ra đây, ra đây. Rồi, bây giờ thì thả để xem mà tình hình đôi bạn trẻ này nó như thế nào nhé các bạn. Quái già. Ế, 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 ế. Ấy, ấy. Hắn đã nhắn nhắn muốn ra rồi này. Ui, chặt thế. Ra đi em ơi. Ra nào. Chiu. Ra đi. Đầu kia kìa. Ra đi. Con kia đang ngáo ngơ các bạn kìa. Ra đi. Rồi, ui giúp luôn. Wow. Con này cũng đẹp đấy các bạn. Cái con trước thì đúng là màu đen của nó là đen hơn một chút xíu ở lưng, có một chút xíu đen ở lưng ấy. Thế nhưng mà con này cũng không kém gì phần long trọng với con kia đâu. Cũng cực kỳ xinh gái luôn. Rồi. Sướng chưa? Có bạn rồi nhá. Khoái chưa? Mình ngồi đây một chút xíu và đã để ý đấy các bạn nhé. Mình để ý là hai con chuột này của mình nó đang làm quen nhau bằng một cái việc đó là kiểu như là của giữa con đực và cái con cái. Đấy. Đừng cắn nhau đâu nhá. Chắc là giống này thì nó cũng không cắn nhau đâu. Thế nhưng mình thấy là cái cảm xúc của chúng nó giữa con đực và con cái thì nó có một cái thiện cảm đấy. Con đực đang đang vè con cái. Hay đấy. Thế này thì lại chuẩn bị lại đẻ thôi. Cái giống chuột này như Quế bảo là nó cũng nhanh đẻ cực kỳ luôn. Ấy, thích à? Nhìn cái mặt kìa, khoái. Đấy, có thêm bạn cái là nó vui vui ngay các bạn ạ. Đấy, một con thì rất chi là buồn và cô đơn, nó chỉ giúp ở trong này thôi. Nếu nhưng có hai con, một cái là nó không còn ở trong cái bọc nữa. Được rồi. Thôi ở đây, sau có lẽ thì mai mình sẽ quay thêm cho các bạn xem. Nhưng mà đang để ý thấy chúng nó đang rất tình tứ với nhau ấy. Thì thôi mình không làm phiền tới chúng nó nữa. Nhưng mà chắc là ấm áp này lên thì là mình nghĩ là nó sẽ thành công và sớm sinh nở thôi. Và sau này thì mình sẽ, nếu mà chuồng trại mà trong này nó như này thì sẽ không sao. Còn có khả năng thì mình sẽ làm cho nó một cái chuồng con ấy. Cái chuồng con hình ngôi nhà để nó chui ra chui vào. Nếu mà trường hợp mà nó có sinh sản thì nó cũng kiểu nó không bị chết. Buồn cười chưa kìa. Cứ ngửi nhau. Ai hay kìa. Làm gì đấy. Hả? Trèo lên rồi. Nó cũng biết là làm tình nhá. Con đực này mình để ý nó có một cái âm thanh của con đực ấy. Nó cứ kêu gú 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 gú. Rồi nó rung người nó lên nhá các bạn nhá. Rất hay. Đấy. Rồi ở đây. Đây thằng cháu mình hôm nay nó ra đổi một cái lồng các bạn. Đang chơi với con chuột thì cháu nó ra đổi cái lồng. Đeo khẩu trang cẩn thận vào nhá. Được chưa? Đang dịch dã, đang căng thẳng. Rất chi là căng thẳng đấy. Wow. Đây, cái lồng của chú nó như thế này thôi. Chắc là
nhìn vẫn thế thì bỏ ra xem nào. Đấy, lồng của chú vẫn thế, còn cái lồng to hơn thì bị ấy rồi. Hôm vừa rồi bị rơi vỡ rồi đấy, mày bỏ ra nếu mà bằng thì đổi, mà nếu mà của thằng cháu mà to hơn thì chả đổi làm gì cả. À, thằng cháu ôi, cứ nhấc xuống xem nào, cứ nhấc xuống xem nào. Mình thấy bằng nhau. Chú là chú thấy bằng nhau. Đây, bằng nhau các bạn ạ. Không có gì cả mà lông của chú nó còn ngắn hơn nữa cơ chứ. Đấy, không đến lúc bảo là chú giấu. À, thế mua con khiếu này bao nhiêu tiền? 1.3 triệu. 1.3 triệu à? Có nào? Có, đang thay nông đã xong rồi. Thế thế có dám đấu với chim của thằng Nhân không? Có. Họ kè chưa? Chưa. Chưa kè. Thế bao giờ phải chờ xong lông lá đâu đấy thì mới kè được chứ giờ đang. Nhưng mà mang về có thấy mau hot mau không? Có. Ờ. Vẫn hot nhưng mà hot hơn bé. 1.3 triệu à? Con của Nhân vừa rồi mua 1.000.000 mấy nhỉ? 1.250.000. 1.250.000. Nhưng mà 1.250.000 của chú là bị cánh bị lỗi. Thực ra là nó là trong thực tế nó là bị lỗi cánh chứ còn gì nữa, nhưng không phải là tật, chỉ là lỗi thôi. Lỗi là do lông cái kiểu như là thay lông. Cái bộ môn khiếu này rất chi là hay luôn các bạn. Đấy, nói đến khiếu một cái hôm nay mình lại nhớ đến khiếu, là bây giờ là chuẩn bị lại mang dế cho khiếu. Thì đấy, như này là bằng nhau rồi, chả đổi làm cái gì cả. Cái lồng to hơn thì là hôm vừa rồi vỡ rồi. Rồi treo lên cho chú. Ok, giờ bắt đầu mình cũng chăm khiếu của mình thôi. Chuột anh thả vào trong kia rồi. Ô, thả vào trong cái nó vè nhau luôn đó chủ nhân nhá. Không. Chuột nong ở đấy hay nó nhắm chủ. Thế thôi treo lên chim vào đây làm chén nước đã. Ô, phát hiện một cái hay các bạn ạ. Tân Châu con đang tìm mẹ. Ơ, làm gì đấy em? Tân Châu đang tìm mẹ nào, có vào đấy. Có vào với mẹ không? Đấy, anh thử thả vào xem con nhận được ra mẹ không nhá. Nào, ở đây. Nào, thử xem nào. Xem có mẹ có nhận ra không nhá. Đấy, hai mẹ con đấy các bạn này. Ơ, chạy theo mẹ. Ơ, bị mẹ mổ. Ơ, thôi, ra đây, đi ra. Ôi, hòng. Con Tân Châu ở mình vẫn đang ấp trứng các bạn. Con này, con Tân Châu con này mình vẫn cứ thả ra, nó cứ đi ăn đều. Nhìn mặt mũi trông dạo này cũng đỏ chót đẹp ghê rồi ấy. Đây là con trống các bạn, rất chi là hay luôn. Đấy, hắn hay âu yếm ở cạnh mình lắm. Đấy, mèo đang tư thế rồi. Chán mèo lắm mèo ạ. Đấy, ở đây nhá, ở đây chơi nhá, không vào gặp mẹ nữa, mẹ nó táng nhau rồi đấy. Dại chưa, ai bảo dại thế. Chính đó là mẹ con không gặp nhau, là quên nhau ngay. Đấy, mỗi một ngày thì là mình lại cho hai chú khiếu của mình ấy là tầm khoảng 10 con dế. Bởi vì là mình cũng không muốn có lạm dụng cho nó ăn nhiều quá. Nhiều quá sau đó là bỏ cám. Mà trong khi đó là các bạn, cám của mình thì cho khiếu ăn cũng rất chi là bổ luôn. Có cám tổng hợp mình phụ thêm này. Và trong khi đó là hạt cao cao là mình cũng cung cấp này. Thế còn thì đỗ 2 ngày hôm nay ấy, thì hôm nay mình bắt đầu mình ra thăm ấy. Thì hôm qua là có cho một ít dế rồi, hôm nay lại bổ sung thêm. Đấy, nước tắm thì cũng vừa mới lúc sáng là thay cho chúng nó xong nước tắm này. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng nó quen mình rồi. Rất nhiều các bạn sẽ thắc mắc rằng là kìa, nó đã xuất hiện rồi. Các bạn sẽ thắc mắc rằng là anh ghép khiếu đẻ mà tại sao là anh cứ chui ra chui vào ấy. Thì rất may đó là con trống của mình nó cũng khá thuần, và con mái cũng cực kỳ thuần luôn. Đây các bạn nhìn này. Đấy, hai đứa chúng nó đang rủ nhau xuống rồi này. Đấy, ngào ngơ đấy, hay không? Cho nên là mình cũng không có sợ nó hoảng đâu. Nếu như mà trước khi mà mình ra chuồng khiếu này ấy, là bao giờ mình cũng đánh động tiếng thổi sáo của mình này, hoặc là cái tiếng động, tức là có một cái âm thanh riêng mà nó tin tưởng đó là người vẫn hay cho nó ăn ấy, thì nó cũng bớt hoảng đi từng nào. Đấy. Còn thì trong tổ thì các bạn thấy đấy, nó mình làm tổ cho nó còn phá cả tổ đi. Chắc là nó phá đi để sau tính nó xây lại hay sao ấy chứ. Ai đời lại chúng mày làm ăn thế nhỉ, khiếu nhỉ. Đấy, ăn đi. Đây, anh lùi ra một chút xíu cho chúng mày nhảy xuống này. Xuống đấy. Đây, nó đã xuống xuất hiện tận đây rồi các bạn này. Ái. Chúng nó chỉ nó không thuần đến mức là nó đi theo mình đâu, nhưng mà nó ra mình tin chắc là nó sẽ mổ cái con dế xong là nó sẽ đi đấy. Đấy, hai con ngáo ngơ chưa. Đây, lùi xa thêm một chút xíu nữa này. Hết sợ chưa. Thế này mà có khoảng độ tầm vài cái chuồng con như này các bạn nhỉ. Có một đôi trà màu này,
Vài cái đôi chim nào nó thuần thuần tí là thả nuôi sinh sản nó vui đấy, đỡ phải đi tìm tổ chim. Anh ấy ngại gì. Ở bên này có quế lâm, ở bên Avi bên cạnh là có quế lâm đấy các bạn. Thế nhưng mà nó cũng thích mình lắm. Mỗi lần mình mang thức ăn vào là nó cứ chịu khó nhảy theo. Ấy. Ôi cướp nhau. Con trống mổ ra phát bị con mái cướp luôn. Lại phải vào làm lại. Ngu, ngu chưa? Dại chưa? Dại gái chưa? Úi giời, dại gái chưa? Là thế nào lại loại ra được cướp phát nữa này. Vui phết đấy. Mình để ý chúng nó tắm rất chi là ác luôn các bạn nhé. Hai con khiếu này của mình cực kỳ chịu khó tắm luôn, nhất là cái trời nó ấm như này. Mình thấy có hôm đi qua thấy hai cậu đang phành phạch ở trong, mình là ai nhà giống như là vịt rồi. À, giờ đến lượt là con mái, con này là con mái các bạn. Mỗi hôm chỉ cho ăn 10 con thế thôi để cho mình tạo cho nó một cái cảm giác là có mùi tươi và sẽ rèn cho nó một cái bản năng, đó là tức là nó cảm nhận được là có mùi tươi này, đủ khả năng để sinh sản này đấy. Còn thì con trống nếu có chút mùi tươi vào nữa thì nó sẽ khỏe hơn. Xuống đi em, xuống đi, xuống đi. Ngại ngùng gì? Úi giời ơi, già đời còn ngại. Thôi, trêu đùa vậy, nói chuyện vậy thôi. Các bạn cứ yên tâm, mình sẽ cố gắng chăm sóc từ chuột. Nói chung là sẽ cố gắng hết sức của mình. Còn bây giờ thì mình cũng xin phép mình kết thúc video để cho chúng nó bình yên và kiểm tra lại một số cái con vật nữa rồi quay lại ghép video gửi tới cho các bạn. Một lần nữa, Đồng Đen luôn chúc các bạn vui vẻ trong cuộc sống và đặc biệt hơn là thành công trong học tập và công việc. Các bạn đừng quên ủng hộ kênh Giúp Đồng Đen các bạn nhé. Hẹn các bạn video ngày mai.